Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ chót ngày hôm nay, ngày 4 tháng 8 năm 2024, cùng kênh X22 Report. Declan Rice sắp có đối tác hoàn hảo. Wan-Bissaka sắp chia tay Quỷ Đỏ. Tchouaméni đến West Ham. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ chót ngày hôm nay cùng kênh X22 Report thưa quý vị. Tchouaméni đến West Ham. West Ham đã chính thức hoàn tất việc chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Hà Lan Vincent Tchouaméni từ Leeds United với mức phí được cho là 25 triệu bảng Anh cộng phụ phí. Tchouaméni đã ký hợp đồng dài hạn với The Hammers và trở thành bản hợp đồng thứ 4 của Huấn luyện viên Gui trong kỳ chuyển nhượng mùa hè cùng với WES Forgeri, Luis Suhelmi và Max Kilman. Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan hứa hẹn là bổ sung đáng giá cho West Ham. Mùa vừa qua, anh ghi tới 20 bàn thắng và 9 pha kiến tạo. Sắp tới, anh phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Guilherme, Mae Connett và thậm chí cả Lucas Saqueta. Huấn luyện viên Lopez Gui muốn chơi bóng tấn công, trực diện và một cầu thủ có tốc độ, nhanh nhẹn, sáng tạo và điềm tĩnh như Tchouaméni sẽ rất hữu ích. Sau Tchouaméni, The Hammers tiếp tục bận rộn với việc ký hợp đồng với Calaiu và Guido Rodriguez. Tôi rất phấn khích, Tchouaméni cho biết. Tôi nghĩ mình ở đây để có thể viết thêm lịch sử cho câu lạc bộ và tôi rất muốn giúp West Ham trở lại châu Âu. Tôi muốn đóng góp nhiều bàn thắng và kiến tạo. Tôi rất phấn khích khi được gặp gỡ các đồng đội, người hâm mộ và muốn ra sân ngay bây giờ. Huyền thoại Chelsea đến Arsenal. Cựu chủ tịch Chelsea dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận cho công thần gia nhập đối thủ cùng thành phố. Mùa hè 2015, thủ thành huyền thoại Peter Cech khiến không ít người hâm mộ Chelsea bất ngờ khi quyết định chuyển đến đầu quân cho đối thủ cùng thành phố Arsenal sau chỉ vài tháng giành chiếc cúp Premier League thứ 4 cùng đội chủ sân Stamford Bridge. Thủ môn người Sắc này đã khẳng định bản thân như một trong những người gác đền vĩ đại nhất Premier League trong suốt thời gian thi đấu tại Stamford Bridge. Anh còn tạo nên kỷ lục về số trận giữ sạch lưới ở đây. Vì vậy, sự xuất hiện của Cech với mức phí 10 triệu bảng tại Emirates tạo nên sự bất ngờ lớn. Arsenal vào quãng thời gian đó dường như vẫn đang phải chịu gánh nặng tài chính từ việc xây dựng sân Emirates, pháo thủ chỉ còn là cái bóng của chính họ 10 năm trước. Cech trở thành bản hợp đồng thứ hai của pháo thủ ở mùa hè năm đó cùng với Mohamed Elneny khi họ tìm cách xây dựng một đội hình gồm những tài năng như Mesut Ozil và Alexis Sanchez. Vì vậy, fan khá tò mò về việc liệu có yếu tố nào tác động khiến Cech rời khỏi đội bóng mà anh đã gắn bó kể từ năm 2004 và vừa gặt hái thành công để đến với một Arsenal đang trên đà khủng hoảng hay không. Tuy nhiên, mới đây trong cuộc chia sẻ độc quyền, Cech khẳng định chính anh là người đưa ra quyết định cuối cùng. Về phía Roman Abramovich, dù thông cảm cho quyết định mà Cech đưa ra, tuy nhiên cựu chủ tịch Chelsea cũng hiểu được tầm quan trọng đến từ người gác đền kỳ cựu này. Mặc dù vậy, việc Cech ra đi cũng mang đến cơ hội phát triển cho Courtois. Chỉ sau mùa giải thảm họa 2016, thủ thành người Bỉ nhanh chóng trưởng thành và tạo ra chỗ dựa vững chắc để Chelsea hướng đến chức vô địch ở mùa giải tiếp theo. Barca muốn đổi Torres lấy Felix. Theo ESPN, gã khổng lồ xứ Catalan đang cân nhắc động thái giảng cho tuyển thủ Bồ Đào Nha. Trải qua một mùa giải cho mượn tại Barcelona, João Felix tiếp tục đứng trước tình hình bất ổn về tương lai khi chưa có đội bóng nào sẵn sàng chiêu mộ anh. Thời gian gần đây xuất hiện một vài tin đồn cho rằng Aston Villa đang cố gắng tiếp cận cầu thủ người Bồ Đào Nha. Huấn luyện viên Unai Emery đánh giá cao Felix và muốn anh trở thành một phần trong dự án mùa giải mới. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận về mức phí với Atletico Madrid. Trong khi đó, theo nguồn tin từ ESPN, cá nhân Felix vẫn muốn tại gia nhập Barca. Song trong bối cảnh đội bóng xứ Catalan rơi vào cơn khủng hoảng tài chính, mọi thứ đang vô cùng khó khăn. Barca có thể cân nhắc một động thái cho mượn bao gồm cả tiền đạo Ferran Torres đi theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, vẫn còn phải chờ đợi xem liệu Atletico có chấp nhận đề nghị hay không. Các cuộc đàm phán có thể sẽ bắt đầu trong thời gian sắp tới bởi ở thời điểm hiện tại, đội chủ sân Camp Nou muốn dành toàn bộ sự tập trung vào thương vụ Dani Olmo. Declan Rice sắp có đối tác hoàn hảo. Trao đổi với Talksport, cựu cầu thủ Ray Palo đã dành lời khen ngợi đến bản hợp đồng tiềm năng của Arsenal. Nhận định về thương vụ Mikel Merino, cựu cầu thủ Ray Palo cho rằng ngôi sao người Tây Ban Nha có thể trở thành một đối tác hoàn hảo cho Declan Rice, tạo điều kiện để Rice được tự do tham gia tấn công hơn và thi đấu như một tiền vệ con thoi. Cựu cầu thủ của Arsenal nhận định Thomas Partey có thể sắp phải ra đi, vì vậy Arsenal cần tăng cường một chút ở hàng tiền vệ. Merino mang lại cho Declan Rice thêm chút một tự do để dâng cao nếu bạn có một tiền vệ trụ ở khu vực đó. Tôi biết Rice chơi cho đội tuyển Anh trong vai trò phòng ngự, nhưng tôi muốn thấy cậu ấy tham gia tấn công. Và như tôi đã nói trước đây, tôi là một tiền vệ hơi cổ điển, tôi thích những cầu thủ con thoi. Merino là một cầu thủ hàng đầu, cậu ấy đã chơi tốt cho tuyển Tây Ban Nha và Sociedad. Cậu ấy ở độ tuổi 28, thật hoàn hảo, cậu ấy đang ở thời kỳ đỉnh cao. Và với mức giá 25 triệu bảng đó là một món hời. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Atletico Madrid chiêu mộ Solot. Trang chủ câu lạc bộ Atletico Madrid xác nhận chiêu mộ thành công Alexander Solot từ Villarreal. Tiền đạo người Na Uy cập bến Atletico Madrid với bản hợp đồng trị giá 30 triệu euro kèm theo các điều khoản bổ sung. Alexander Solot đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với Atletico Madrid.
mùa giải 2024, Alexander Salah tỏa sáng trong màu áo tàu ngầm vàng khi đóng góp 26 bàn thắng trên mọi đấu trường, bao gồm 23 bàn ở La Liga. Thành tích đó giúp Salah đứng thứ hai trong danh sách vô phá lưới La Liga, xếp sau Artem Zorbi của Girona, cầu thủ đã gia nhập Rome. Salah được kỳ vọng thay thế chân sút Alvaro Morata. Atletico Madrid cũng đang quan tâm đến ngôi sao Julian Alvarez. Đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone mong muốn chiêu mộ chân sút người Argentina. Tương lai Alvarez trở thành đề tài nóng xuyên suốt thời gian qua. Tiền đạo 24 tuổi không hạnh phúc khi có thời gian ra sân hạn chế là lựa chọn thứ hai trên hàng công sau Erling Haaland. Tôi chưa có kế hoạch rõ ràng về những gì dự định làm trong tương lai. Khi Olympic Paris 2024 kết thúc, tôi sẽ dành thời gian hoạch định câu chuyện tương lai. Chúng ta chờ xem điều gì xảy ra, Alvarez cho hay. Chelsea bán Dick Gallagher. Theo Fabrizio Romano, Atletico Madrid đang tiến gần tới việc đạt thỏa thuận cho Conor Gallagher. Conor Gallagher chỉ còn một năm trong hợp đồng với Chelsea. Chắc chắn câu lạc bộ thành London không muốn chứng kiến anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè tới. Gallagher chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bản thân muốn rời Stamford Bridge. Dù vậy, cầu thủ này cũng thường xuyên từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng. Do đó, thêm Blues phải hành động. Việc bán Gallagher vào mùa hè này sẽ giúp cho Chelsea giảm bớt gánh nặng tài chính liên quan tới quy tắc bền vững và lợi nhuận của Premier League. Mới nhất, ký giả Fabrizio Romano cho hay hiểu rằng Atletico Madrid đã có cuộc đàm phán tích cực với Gallagher ngày hôm nay. Chelsea và Atletico đang nỗ lực để có được tín hiệu đèn xanh từ cầu thủ. Tất cả các bên đều tự tin nhưng vẫn còn một số chi tiết cần làm rõ. Chelsea sẽ nhận được khoản phí 40 triệu euro và họ hy vọng thương vụ sẽ sớm hoàn tất. Trong bối cảnh Gallagher sắp hết hạn hợp đồng, thương vụ này thực sự giúp ích rất nhiều cho Chelsea. MU chốt giá Jelic và Marouane. Theo The Times, vấn đề mức giá khiến Manchester United chưa thể hoàn tất hai thương vụ Jelic và Sai Marouane. Man U đang nỗ lực bán đứt Wan-Bissaka và Scott McTominay. Một khi hai thương vụ này được thông qua, Quỷ Đỏ sẽ có tiền trang trải chuyển nhượng, qua đó chốt thỏa thuận với Bayern Munich. Lúc này, Man United tiếp tục đẩy mạnh đàm phán các thương vụ Marouane và Jelic khi cả hai có cùng một người đại diện là Rafael Pimenta. Marouane và Jelic đều đạt thỏa thuận hợp đồng 5 năm với Man United. Song, lời đề nghị của Quỷ Đỏ chưa đủ sức thuyết phục Bayern. Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Bayern yêu cầu 42 triệu bảng chưa bao gồm phụ phí. Trong khi đó, mức phí của Marouane có thể chạm mốc 20 triệu bảng. Gần nhất, Man U gửi lời đề nghị trị giá 51 triệu bảng cho cả hai cầu thủ. Tuy nhiên, Bayern từ chối. Đội bóng Bundesliga được cho là yêu cầu tới 64 triệu bảng, đã bao gồm phụ phí cho Jelic và Marouane. Như vậy, Man U còn cách lời yêu cầu của Bayern tới 13 triệu bảng. MU đã biết chữ ký tiếp theo. Quỷ Đỏ có lẽ sẽ còn phải đưa về nhiều bản hợp đồng hơn để giải quyết vấn đề còn tồn đọng. Chuyến du đấu đầy hy vọng tại Mỹ của Manchester United đã hóa thảm họa, không chỉ bởi chấn thương của các nhân tố chủ chốt, mà bên cạnh đó, họ cũng đang không có được kết quả như mong đợi. Trận thua mới đây trước đại kình địch Liverpool đang mang lại sự thất vọng lớn. Họ để thủng lưới 3 bàn, trong khi không thể tìm thấy một bàn thắng danh dự. Màn trình diễn vừa rồi của Quỷ Đỏ gói gọn trong cụm từ công cụ thủ kém. Màn trình diễn thảm họa vừa rồi dường như đã khiến một chút hy vọng mong manh của Wan-Bissaka về việc được tiếp tục khoác áo Man U mùa tới bị dập tắt. Giờ đây, cầu thủ 26 tuổi ngày càng tiến gần hơn đến cánh cửa rời khỏi Old Trafford khi West Ham và Inter Milan đều sốt sắng trong thương vụ này. Về phần Quỷ Đỏ, họ sẽ có thêm cơ sở để đẩy mạnh cuộc đàm phán chiêu mộ Sai Marouane từ Bayern Munich. Cầu thủ người Maroc đang được Erik ten Hag xem như sự lựa chọn chất lượng để thay thế cho Wan-Bissaka ở mùa giải sắp tới. Sau cuộc chạm trán Liverpool, đối với Man U, có thể nói việc bổ sung một hậu vệ phải cũng quan trọng, chẳng kém gì kế hoạch đưa về thêm trung vệ. Đội chủ sân Old Trafford cọ sát khá nhiều với các đối thủ mạnh ở giai đoạn tiền mùa giải. Như vậy, họ cũng có cơ hội nhìn ra những lỗ hổng trong đội hình để kịp thời đưa ra phương án giải quyết. Chúng tôi chuyên tài khoản ADSEN, chuyên chạy sắp, chạy giờ, cung cấp kênh bậc kiếm tiền view sức tự nhiên, kháng các thể loại kênh. Và sạch giá chỉ 500k một tài khoản. 1.000 sắp thường giá chỉ còn 200k. 1.000 sắp thật giá chỉ còn 400k. 4.000 giờ thường giá chỉ còn 2.200k bảo hành 7 ngày. 4.000 giờ thật giá chỉ còn 3.500k bảo hành vĩnh viễn. Kênh bậc kiếm tiền view sức tự nhiên giá chỉ còn 5.500.000. Kênh đủ giờ và sub giá chỉ còn 3.500.000. Kháng kênh sử dụng nội dung và các thể loại giá chỉ còn 800k. Tư vấn đi đúng đường nhanh chóng bậc kiếm tiền. Các vấn đề YouTube 500k cho một cuộc gọi. Liên hệ ngay 0352 267 668 để hỗ trợ tư vấn nhanh chóng và tận tình.